Cái thuốc nó vừa mẹ này. Nghỉ hè rồi mà đúng không? Em nghỉ hè rồi đúng không? Dạ. Mình dứt mấy cái nốt mà nó gồm hết rồi. Đi chị mụn mày ba có nói nha. Dạ không. Đầu mới nặng về quá, nhìn ra sao thấy ghê quá. Lúc sau mình đỡ. Ba kêu mẹ dắt đi mà Mẹ chứ mà gì. đúng không? Chắc em nặng tới chiều luôn cái gì. Yên tâm, vô tay chị là em sẽ mau đẹp trai. Đỡ mà. Không, bữa nay thấy đỡ.
Cố gắng lên nha em. Ừ. Mà em nặng á. Đằng trước nguyên cái cục bên đây nó ghim em ha. Thì chị sẽ dứt mấy cái này lên trước. Dứt mấy cái gò mình trước. Nó khô lại, bôi thuốc nó khô lại nè. Dạ. Ừ, bữa nay lấy dễ. Nhiều người không hiểu cứ nói sao không lấy hết nhau ngoài kia. Thử nằm lên giường đi biết. Nếu bôi thuốc thì kỹ nha. Yeah. Bôi thuốc là nó dễ lấy. Lừa mộng. Nên cái mộng nó khô lắm. Anh của hồi đó bị mụn à? Do mặt anh hai em láng lắm. Như mẹ em vậy. Yeah. Yeah. Vậy là em giống bố à? Dạ đúng rồi. Thì cũng vậy, thì cũng có nổi nhưng mà không biết sao mà càng ngày càng lớn mặt anh em càng đẹp. Cho chị.
Chị đạo. Có là tắt tắt thôi, tắt 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 nhạc không chị? Có lên sắp đẹp trai rồi ơi. Còn lâu chị ơi. Chứ gì mà em đã làm như vậy à? Sáng ăn sáng chưa? Nhớ uống nước nhiều nha. Thì mẹ pha nước cam, nước chanh uống thêm vô. Cái gì đẹp trai quá trời. Từ lên bển chạy qua đây hết bao nhiêu phút em? Dạ, chắc cũng... Hai mẹ con đi hết bao nhiêu phút? Cũng 45 phút, tầm tầm rồi. Ừ, quận 7 là khúc nào ta? Dạ, Quỳnh Tuấn Phát. Ừ, đúng quá à. Đi đường nào qua đây em? Em đi cầu... Cầu Kinh Tẻ rồi đó qua. Ừ. Ra mấy hướng quận nhất rồi. Oh yeah.
Tại vì sáng sớm kẹt xe luôn ra. Em kêu cô ấy là bạn gì? Ai chị? Cô mâm bữa cô gì chịu anh ta? Mới dắt em qua đây nè. À, cái đó là dì của mẹ em kêu bằng bà. Vậy hả? Dạ, kêu bằng bà Út. Dì, dì thứ Út. Dì của mẹ em. Kêu bằng bà luôn. Dạ. Như bà Út nói như đi tu gì thế thì gặp mẹ chị mà em cũng không biết. Đúng rồi. Em nghe mẹ nói lại thôi. Ôi da. Cảm ơn nha. Cảm ơn đẹp trai nha. Chúc mừng.